đã 7 tuổi cô chết. Em đó lại làm sao chết? Bệnh chết, bệnh ban ngày xưa, bệnh ban mà cô ốm nhét ốm nhôm giống như cô khỉ luôn, bệnh ban mà nó đuôi hai con, nó mù hai con mắt luôn. Thẳng đó gần 50 năm về trước rồi, bệnh ban đó, dạo đó bệnh ban là có tật và chết rất là nhiều. Đấy, tại vì gần 50 năm về trước rồi, 40 mấy năm về trước mà, 40 năm về trước rồi mà. Thì đó là thì cô bác sĩ kêu đem về, thì mẹ cô ngày xưa đóng quách chứ không có như giờ đây. Thì đóng quách thì cho thì đóng quách thì con nít mà không có để lâu, thì để 12 tiếng gì á chôm, đem chôm thì mà thì gió dông nó bùng tới thì gió rất là dữ dằn. Thì dạo đó nhà của cô là nhà tranh, thì nó bật cháy nhà tranh và xuống nhau ôm cái quách của cô khiêng ra ngoài. Thì khiêng ra ngoài thì khi mà tới chừng hết gió thì 4, 6 quách cô còn nhỏ mà 4 người khiêng, không cách nào khiêng lên nổi. Khiêng mà cảm giác mấy chú khiêng, mấy chú nói cảm giác là có y như có người đang còn sống rụt rịch trong cái hòm mà khiêng không nổi, nhưng mà khiêng lên thì nghe có cái hành động lạ. Thì mấy chú nó rất là ngộ bộ sâu, cái quách hầu đó có 2 người rinh lên mà bây giờ 4 người rinh không được, mà rinh nó khác thường. Thì mấy chú nói đâu cõi biết đâu nó còn sống lại, khui ra thì lúc đó cô còn sống. Thì tẩn tại vì cô chết đợi tới 12 tiếng xong rồi du hồn 12 tiếng sau nữa là 24 tiếng đồng hồ. Trời ơi, vậy là giờ giáp một ngày. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì khi bệnh viện kêu đem về thì khi về đi về nhà về thì thầy coi nó chưa có được giờ. Thì đúng trời cái 12 giờ đêm thì mới đây mà bà cụ nói là con tôi nó 12 đứa nào cũng 12 giờ nó mất. Thì coi đứa này cũng đúng 12 giờ nhưng mà 2-3 giờ sáng là cô đã mất rồi, mà đem về nhà mà phải chờ tới nửa đêm. Thì đó, như vậy thì cô lần đầu tiên cô đi qua, cô thấy dòi tuổi rất là nhiều. Lần đầu tiên là cô đi qua cái chỗ thai nhi, bá tánh nào hút hơi hãm luôn, thai nhi rất là nhiều. Mà là lúc đó là sao cái hồn của cô đi đó, cái hồn của cô đi, cô thấy có chư vị bỏ cô vô cái hầu lâu đàng hoàng mà trùm giải lại mà có chư vị đi. Thì khi cô đi qua cái cửa thì cô đi sao cứ có vậy, khi cô gì không có cho cô vô, đi qua cái biển mà cái cửa biển xong rồi sông Hoàng Hà gì đó không cho cô đi, kêu cô kêu cô thấy người ta mà cứ lặn hụp xuống rồi trời luôn, lặn hộp xuống trời nó cũng ủa sao cái sao có người không cho mình đi, cứ kêu cô về đi, chưa tới số để về còn độ chúng sinh mà lúc 7 tuổi thì cô không biết. Thì đó là kêu cô về thì cô thấy sao mà cô mới hỏi ủa mấy chú ở đây sao mà cứ rớt xuống chỗ lên. Thì người ta nói là ở đây cái chỗ đây người ta đi biển đi tàu thứ nhất là người ta tự dẫn á, cho nên là cứ một tuần lễ người ta bắt là phải chết xuống dưới rồi trời lên. Cô nói ủa gì kỳ vậy, thì cô xin hơ cái đầu cái đi cô đi qua mà nó lạnh lắm, nó lạnh không khỏi nào thả được, nhưng mà cái rồi cái có chưa có cái một gì ở trên không. Cô biết là chắc Bồ Tát ghé qua, tại vì ngài báo cô thu được nhiều năm về trước thì nói là cứ cô 7 tuổi mà cô nói cô là thầy mà trong vòng có chưa đầy 1 năm là cô chết á, có thể cô chết queo rồi. Dạ, cô ơi, qua vấn đề mà cô kể cái vụ 7 tuổi này của cô lần đầu chết đi sống lại đó, thì con nghe đây là con thấy có nhiều cái thắc mắc lại hỏi. Rồi tại sao mà lại ngay cái lúc mà chuẩn bị đem đi chôn thì tại sao mà lại có đám lửa cháy, là do nguyên nhân nào cô? Dạo đó trời mưa sấm sét dữ dằn lắm. Con nhà cô ngày xưa nhà cô nhà tranh, trong đường nhà tranh mà về trời mưa sấm sét dữ dằn, điện rồi nó đứt hết. Nó chạm điện nó sạch bắt nó cháy cả nhà luôn. Là cái trận mưa đó là tại vì khi nhà cô xài đèn dầu xét là mình cháy nhà ha. Đúng rồi, nhưng mình xài đèn dầu ngày xưa đó không có điện đâu, thì xài đèn dầu, mà đèn dầu quá thầu quá đèn dầu. Mẹ cô nói làm đá mà quá đèn lúp đèn cày lúp đèn dầu thì khi sấm sét dầu mưa thì dây điện nó đứt nó cháy thì nó xẹt, thì sẵn đèn dầu lốp đèn dầu lốp mà. Ủa lúc đó có điện chưa cô? Dạ cô là mẹ cô nó chưa có điện. Tại cô mới kể cô nói có dây, có dây điện nó sẹt. À, là dây điện nó sẹt xuống, điện nó ở trên nó sẹt xuống. À, chứ không phải là dây điện, không có dây điện ha. Ờ, không phải. Cô để tưởng đâu có gì. Điện ở trên mẹ cô nói gì sấm sét ở trên nó sét xuống. Dạ. Ờ. Nó sét xuống thì nhà cô xài đèn dầu. Cô quên cô nói lộn. Nhà cô xài đèn dầu thì mẹ cô nói sét ở trên trển mà sao không sét. Dữ dằn lắm mẹ con. Từ ngày xưa giờ chưa có trận mưa nào mà nó xét như mà Santa cô mà ngày rằm tháng 9 thì bà cụ chính ngay chăng cái ngôi nhà của cô. Lúc đó là nói cô đang mắc nữa. Đúng rồi, tại vì mẹ cô nói là từ xưa tới giờ chưa có khi nào mà rằm tháng 9 mà trời mưa nó sấm sét như vậy. Tại vì tháng 9 là nó giảm mưa rồi, là lý do gì mà không có chuyển mưa nhiều mà sấm sét rất là nhiều. Yeah. Nó thì một kỳ lạ mà bằng đêm nữa thì một kỳ mà mưa dữ dằn, mưa nó dội quá nhiều thì mẹ cô nói nó khi sanh ra thì nó cũng khác thường, nó cũng gió bột bão bùng đó mà xếp cái bịch ra mà cái bọc ra cũng không được luôn, tại xưa thầy té ra cũng không được luôn tại vì gió dữ dằn lắm. Thì sau khi mà cô chết đi nó cũng gió cuồng như vậy thì mẹ cô nói tại vì con tôi nó toàn là nó chết ngày đó tháng đó thì ai cũng nói là chắc nhà cô chết trùng nó lên thiên. Đó bây giờ khui cái hòm ra đó. Wow. Nó như vậy tại nhà cô chết là cả xóm ai cũng nói là mẹ cô là để quỷ đi ma chứ ngày đó tháng đó mà tới giờ cô cũng y như trang như vậy. Ở sớm đó người ta đồn thổi lên là nói là mẹ của cô là đẻ quỷ ra mẹ không cho đó. Mà ngược lại tới cô mà đẻ được trong cái bột điều, xé trong bột điều ra người ta nói là cái ma. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi thêm về vấn đề mà người ta nói đẻ quỷ ra ma đó, liên quan cái câu mà cô nói là mấy anh chị của cô lúc trước 4 người trước đã mắc mà ngay chăng mấy cái cùng giờ cùng ngày không mà nó ngộ. Thì mẹ cô con cầu con khảo khẳng cứ mắc hoài, mẹ cô tới buồn quá đi, mẹ cô tới chừng cô mẹ cô cứ ngày đi chùa hoài, cứ đi chùa và đi chùa trước khi có bầu cô mà tới chừng có bầu cô mà có 6 tháng thì đâu ai đâu mà biết đâu mà đẻ. Dạ, rồi tới thời điểm này á cô đã đi tu thì cô đã thấy được cũng như là cái lời quá giải mà tại sao trong nhà cô lại mắc đến nhiều người như vậy mà cùng giờ cùng ngày, cái lời quá giải nó có chưa cô? Cô với huynh đệ với mẹ cô nó có tiền căn tiền kiếp tới 4 kiếp trước. Thì cho nên ông anh cả ông nói là có duyên 4 kiếp trước thì bắt nợ mẹ của cô. Thì tại vì chưa có đến trả mà cái đó như vậy cho nên là 4 kiếp trước cho nên là phải quanh lại cô tới chừng cô thì phải quanh lại mà để gặp kiếp nạn mà để thứ nhất là trả nợ, thứ hai là không biết làm sao mà cứ một lần đưa cấp cứu là kéo hòm thì kéo hòm riết mà cái ông đại hòm mà giờ ông hỏi nhỏ họ kéo hòm tôi bán hòm cho nó không được mà giờ nó còn sống hay chết mẹ nói đi tu rồi. Dạ, vậy là sau cái lần 7 tuổi đó cô mà chết đi sống lại á. Rồi từ đó trở về đây là cô đi tu tới thời điểm này bao nhiêu năm cô? Chưa đâu, cô đi qua biển cô cứu thai nhi mấy người nào cũng muốn thai. Khương sốt là nó lúc thai cô đứt từng đoạn ruột. Trong người cô thấy thai nhi mà cứ đuôi mắt tàn khối rất là nhiều. Cô nói nếu cô còn sống, các ngài cho con sống thì con sẽ cứu thai nhi đến hai khởi cuối cùng. Bây giờ cô rất là có duyên thai nhi. Cô giúp cho thai nhi, cô nhìn là cô biết thai nhi ai bỏ thai bao nhiêu đứa như thế nào. Tại vì cô tao nguyện của cô, nếu cô cần hỏi là cô có thai nhi. Tại vì não hút trần gian này đứt đầu, đứt chân, đuôi mắt rất là nhiều, hàng dạng người chưa thai nhi tàn phế mà thai nhi chưa có tên. Tại vì trần gian cứ hơi khai là cứ đặt bỏ rớt ra, đặt đại cho nó xong cái tên đó. Cho nên là cô cửa ngục thai nhi, ai gì là Phật, cửa ngục thứ hai. Cô qua sợ nhất là cửa ngục thứ hai là cô thấy toàn là tự giận và chết biển. Cô khương nhất đi qua biển cô rớt nước mắt gì khuyên các vị đừng có nên đi tự giận. Các chị đi tự giận là cứ một tuần lễ làm 6 ngày rất là đau người. Quy luật nếu các chị tự giận là các chị chịu hành hình 49 năm. 49 năm như vậy là cứ tuần lễ làm 6 bài vậy rồi dục mình xuống rồi xong làm riết như vậy mà 49 năm như vậy. Đó, thì từ dạng khó đi đào thai lắm mấy chú. Cô cho con hỏi cô là trong thời gian mà cô bỏ trong quan tài là 24 tiếng thì cô được đi thiếp xuống dưới, thì cô đi được bao nhiêu tầng ở dưới hả cô? Cô đi hết tất cả. Mà hiện giờ đây cô đi giúp cho người ta, ông bà người ta mà người ta cô chưa được rước dông vô nhà thì yêu cầu mà gửi họ tên cái gia chủ đó, địa chỉ đó là cô cô biết cái gia chủ đó bệnh gì, trong mình chết, già chết ở đâu, cô đều biết hết. Yêu cầu cô có họ tên, địa chỉ, nơi đang ở là cô gửi ra cho cô, là cô nhìn là cô biết là vậy đó, bệnh gì, chết là như hình, bệnh như thế nào, như thế nào như thế nào hết. Rồi người còn đang sắp chết, cô chỉ nhìn là cô biết sống bao nhiêu ngày mà cô có duyên rất là lớn như vậy. Dạ, cho con hỏi thêm á, là cô có cái phần năng lực được như vậy á, thì trong lúc mà cô tu tới địa điểm này là bao nhiêu năm rồi, và cái năng lực đó là cô có đến phát huy? Lần thứ hai cô mới đi xuất gia, cô khi mà đến cô chết lần thứ hai cô bị xe đụng. Dạ, tại vì con tính hỏi á, là cái năng lực của cô mà thấy được những cái điều đó đó là đến sau khi cô bị tàn xét thì cô có cái năng lực đó rất cao, chứ hầu đó là đến khi xuất gia cô cũng chưa có được năng lực. Đến khi tận cuối cùng trời xét đánh, hai đứa cháu mất, bà cụ cô thì dằn dư, còn cô thì nó cháy đen khui, mà mấy người kia thì không cháy, mà chết mà cô lại cháy đen khui. Tại vì cô khi đang xét cô thấy có một trên liền tấm thảm xuống cho cô rất là rõ ràng. Cô lúc đó là cô bất tỉnh, nhưng mà cô biết như vậy. Tại xét này cô mới biết về tâm linh đó. Cô tài xét là cô có được cái huệ nhĩ huệ nhãn, cô có được con mắt âm dương rất là tới ngày nay hiện giờ đây là lúc nào đầu cô nó cũng rần rần, mà cô hay rất là nhắm mắt. Tại vì nhắm mắt thì cô nghe rất là thoải mái trên đầu cô, mà hẹn cô mở mắt là nghe nó rất là khó chịu. Thì khi cô khó chịu vậy là cô biết có người nhờ cô giúp hay việc gì đâu, mà lỗ tai cô nó đau nhất là cô biết. Thì cô ráng cô ngầu, thì khoảng chừng nửa tiếng sau là có người kêu cô, con đang cần việc đó, cô nhìn coi bà già con giờ sắp mắt thì như thế nào, thì cô kêu là mua cá phóng sinh là như thế nào. Thì theo cô khoảng 7 ngày chết, còn cô nó khoảng 7 người nhà ngày sống thì gia đình lại tự nhiên là đúng ngày thứ 7 là sống, có người thì chết, cho nên là nó là cô cũng có cái duyên đó rất. Cô không biết tự nhiên sao mà cô có cái duyên đó, tại vì cô làm theo cảm tính chứ cô không biết gì hết. Tức là cô cũng có được cái phần là đôi mắt âm dương, là ví dụ người nào có phần căng mà hay là có bỏ con nít là gặp con nít đi cô theo được, cái người đó là cô biết liền. Cô được tâm tiền tâm là yêu cầu điện thoại alo là cô đã biết hết, từ bỏ 212 bệnh gì cô biết hết. Cô rất là có yêu cầu, cô cầm cô alo bên bệnh alo cái là giống như là mình tụi con xài điện thoại vậy đó. Alo cái là bên kia nó không luôn á, là tâm linh, chỉ tâm linh và tâm là truyền tâm qua điện thoại luôn. Là được luôn cô ơi, hay. Cô giúp nhiều đứa nạo bao nhiêu thai đồ này kia nó tâm phục khẩu phục. Rồi nhiều đứa là nó hỏi con có làm gì nên lỗi không? Dạ không. Thì cô cởi là nạo 5 lần 2, rồi cắt cổ gà không chết ụp là bao nhiêu lần, rồi ớt cá là chỉ giặt đầu tâm phục. Mới đầu thì cãi tháo ra con đâu không làm gì, tộc con nhớ không làm chắc ông gia chắc. Thì khi cô cởi tội ra thì chỉ quỳ lại, tại vì cô nói ớt bao nhiêu cá làm ớt làm gì thì đều chấp nhận hết. Tại đúng hả cô? Tại vì cô khi cô thấy cô rất là giỏi vì chúng sinh, là khi con có giết thì cô alo một cái là tự nhiên cá ếch nó hiện lên trước mặt, thì cô nói là nó phục. Vì phải gì cô tâm nguyện, cô cứu tâm linh và quan gia phải chủ, cho nên những việc đó thì cô rất là giỏi, là như vậy. Tâm nguyện cô đến hai hội cuối cùng Thì cô ơi, thì nãy cô nói là cô từng qua tất cả các tầng địa ngục, thì cô có thể kể lại trong cái ức mình đã từng đi giới cho bà con xem. Cô đầu tiên thứ nhất đây, cô tâm nguyện cô là cô Quốc Khai Nhi. Thứ hai đây là cô phiên chúng đây, đừng nên nhậu quýnh để gì tranh chấp với nhau, phải nhịn đi chứ nhậu mình đã đánh lộn với nhau. Khi chú chém chú này chết mà chú này còn số, mà chú chém chú này chết thì ngược lại, chú này chết sẽ nhẹ mà chú này còn sống thì địa ngục nó rất là nhiều. Vì địa ngục này chú biết không, nó cầm chỉ nó chỉ chú rồi nó đưa vô cái lò sắt cho chú ôm, cho nên là nên phía chú đừng nên cãi nhau, đừng nên chém lộn quýnh lộn. Chém lộn quýnh lộn là xuống dưới thứ nhất hàng trăm năm chưa đi đầu thai được. Thứ hai đây, cái đó là tầng thứ mấy hả cô? Cái đó cưới địa ngục A Tỳ. Cái địa ngục A Tỳ, địa ngục A Tỳ rất là nhiều, nhưng mà cưới tại vì là đó gục là ngã quỷ súc sinh đó, là quýnh lộn. Ở trên này mình chém lộn là cũng như là Atula là quỹ xuất sinh hết, cho nên nó nằm nó cỡ đó. Còn mình cho vay nặng lãi hoặc chơi hội chơi hè thì xuống dưới nó sẽ cắt lưỡi mình, nó cắt lưỡi mình rồi hả, một tuần lại cắt lại lành, nó chữa lành cho chú một tuần lại nó cắt là lành. Là cái đó là nên lưu ý, đừng cho vay nặng lãi chơi hội giật hè giật hội lẫn nhau thì bữa đó rất là đau khổ. Thứ hai đây là đừng có hôn nhân thứ nhất là đừng có vợ có chồng mà đi quen người khác thì sẽ một tuần lễ chặt vô rồi còn cho chiên dầu xong. Còn nếu còn ác nữa, còn nặng nữa, quýnh dời có vợ nhỏ còn về quýnh vợ quýnh con nữa thì phải ngồi trong mà chặt hai thì phiên đây các vị. Nên đừng nên phản bội vợ, phản bội chồng, chồng phản bội vợ thì đó là xuống dưới chặt chiên hàng mấy chục năm. Đến năm sau đó là cô nói bằng cái nội tâm, đừng nên phải sống tốt chứ. Ở trên này mình có làm vui sao, mình muốn quýnh ông này là mình lại mình quýnh, mình thấy ông nghinh mình là quýnh. Nhưng mà xuống dưới kêu cầu cứu ông bà không ai cầu cứu được gì, hai bên dây dắt ghi hết rõ ràng, không có bao giờ chối được đâu. Nên xin các vị đây, làm phước nhỏ thì cứ làm đi, đừng có chơi phước nhỏ không làm. Còn nói tôi ăn cắp trái ớt chắc không sao, có điều có sao hết, ghi chép không thiếu một ly. Cho nên các vị hãy tu, người ta càng chữ mình các vị hãy tu nhiều hơn. Tại vì xin các vị hãy thương người nghèo, tại vì người ta không có phước, người ta nghèo rất nghèo. Thì nhưng khuyên các vị nên thấy người nghèo tàn tật ăn mày hãy thương nhiều hơn, tại vì người ta thiếu phước, người ta như vậy. Mà các vị mà khinh khi người nghèo thì sau này các vị còn khổ hơn người nghèo. Đó là cô nói thật, nên chúng đừng, đầu tiên thì khuyên bá tánh đừng nên nào khai móc khai, vì cô khuyên xin sám hối các chư vị đừng nên nạo khai móc khai tội lắm. Tại vì hàng dạng chưa nạo khai, chưa có đứa nào tàn tật, toàn là mù mắt đứt tay đứt đầu rất là nhiều. Thì xin các vị đừng nên đi nạo khai móc khai. Lời cô khẩn cầu gian sinh khai nhi nốt khóc nó kêu rất là khai hãm. Thứ ba đây là các vị đừng nên ăn trứng hột vịt lộn. Đó là cô trong tâm cô đừng nên ăn trứng hột vịt lộn, vì nó giống như em bé nó như vậy. Chứ mấy chú thấy bào thai em bé 2-3 tháng y như nó nằm y như cái hột vịt lộn nó vậy, mà các vị mà để luộc mà múc ăn thì rất là hơi hãm. Thì các vị múc ăn đó thì sẽ xuống dưới, người ta bỏ vô nồi nước sâu, các vị mà người ta nấu lên như y vậy thì đau đớn lắm. Cho nên các vị đừng nên ăn trứng hột vịt lộn, ăn nguyên một con vịt cả nhà ăn. Còn trứng hột vịt lộn một mình chú đó ăn trứng, chú phải ăn 3-4 trứng chứ đâu mình ăn trứng đâu. Cho nên phiên đừng ăn nên trứng hột vịt với đạo không khai. Đó lời cô khẩn cầu tha thiết. Chứ cô nói tới khai nhi là hai hàng nước mắt cô đó, vì khai nhi đỏ dưới rất nhiều, tàn phế rất nhiều. Cô đã rơi nước mắt luôn mà con cô bác. Khi nhắc đến những người mà đã nạo vét phá thai nhiều lắm chú, cô thấy người lớn chỉ có 30% mà khai nhi tới 70% tàn phế. Các chị cứ nói có bầu 10 ngày, 3 ngày chắc không sao, nhưng mà trời ơi, tan nó có nhiều đứa đứt đầu, đứt chân, đứt tay rất nhiều. Cho nên phiên các vị đây, con các vị cho ăn đầy đủ, cho học hành đầy đủ, mà các vị nào tàn phế thì tàn phế, nó không có đi học được, mà các chị mà mấy chị đó mốt có chút gia đình tan nát rất là nhiều, vợ chồng quýnh chéo lộn rất là nhiều. Mà đến khi mà cô đặt tên xong tự nhiên hết quýnh lộn mà lại làm ăn được, vợ chồng ly dị luôn. Mà tự nhiên đặt tên em bé xong xin lỗi nó xong cái tự nhiên là làm ăn lại được rất là nhiệm màu. Cho nên phiên các chị lỡ nào hút rồi nên lưu ý hãy đặt dùm tên vào quỹ y linh ha. Mà một đặt tên là phải có đủ đầy họ tên, địa chỉ đầy đủ, chứ cô giúp hàng dạng thai nhi ở chúng này chưa có rất huynh đệ làm rất là vô minh, gì không có danh sách của cha mẹ, không có địa chỉ mà cứ đặt tên cho người ta, mà cứ làm thầy dành đặt tên cho người ta không. Vì làm thầy chỉ có quyền quy y chứ không có quyền đặt tên cho con người ta. Mà đa số nhiều chỉ có họ tên của khai nhi không à, còn không biết không có họ tên cha, họ tên mẹ. Thì cô giúp sách dạng rất là nhiều. Cô hỏi vậy em bé này nó từ đâu nó ra, nó đâu có từ trên trời nó rơi xuống mà tự nhiên có họ tên. Thầy gì nói bà thầy phải nói như vậy rất là nhiều. Thì cô khuyên huynh đệ làm việc gì thì nên mình làm cho đúng để cho thai nhi có được tên chứ gia chủ người ta ỷ y gửi thầy rồi chắc ăn thầy đã lo rồi, mà trong đầu cái bá tánh cứ lo rồi mà sao mà 5, 7, 5, 10 năm sau gia đình cứ cãi lộn quýnh lộn mà cứ đau đầu nhức nước tay rất là nhiều, đa số là mỗi giây nước tơ tay. Thì cái khi đến cô thì cô trình bày vậy thì gia chủ nói về cái làm đặt tên sao tự nhiên hết đau đầu hết mỗi giây, mà nói từ mà mấy vị kia thì làm càng ngày càng bệnh. Thì cô cũng khuyên là các vị nên làm cho đúng hè. Mình làm thầy mình làm sai một ly mình đi một dặm, cho nên tiền của bà Na Tín Thí đừng nên lợi dụng thì rất là khổ. Dạ cô ơi, cho con hỏi thêm á, khi một người phá thai mà nghe nói liên quan về vấn đề tâm linh là những cái con cái của họ sẽ về nếu vấu hoặc là đúng rồi. Những cái điều dạ, để cho gia đình nó lộn xộn thì là... phải là có đeo trên người của mẹ hay là cha gì không cô? Đeo chứ hợp ai đeo đó, hợp người nào thì đeo người đó. Đúng rồi. Chứ biết không, nó đeo mỗi đầu thì hay gì vậy đó, để mỗi hai cái dây, còn không thì ngầu đi chùa hay ngáp ngược ngáp xuôi. Mỗi hai cái dây, mỗi hai cái giò để đi, cái lúc là nó mút là nó sụm. Nó chỉ rất là dễ biết tấu đó là biểu hiện căng của mấy đứa nó vậy rồi, nó muốn dựa nó hay là nó muốn dựa còn lạnh hai cái giò. Còn có nhiều vị đau nửa đầu, có nhiều vị nó hành nhìn cái bụng nó bự lên vậy, cái xẹp xuống bự lên xẹp xuống. Cô chứng kiến rồi thì cô quy y xong thì tự nhiên hết. Cô ở ngẫu ở đây, ở Hà Nội thôi cô nhìn cô nói ngày mai cô cúng cho tự nhiên ngày mai hết. Thì bụng nó nói con lại cô chỉ nói ngày mai là người ta đã hết, tại vì cô chỉ lệnh thôi, ai gì là Phật chứ cô không biết pháp. Nhưng mà cô gật đầu thì cô giúp được, và hãy cô lắc đầu là xong, tại vì nó cũng tùy duyên. Cho nên là việc các vị nên lưu ý phải có cái tâm một chút xíu. Thì ơn trên sẽ xây chuyển thì khuyên là cúng đừng nên cúng đốt đầu mã ha, là cô nhắc nhủ đừng nên đốt với tiền vàng bạc. Để chi đấy với tiền vàng bạc đó, để đi phóng sinh đi cô phóng sinh hàng ngàn cái cho Việt kiều rất là nhiều. Cho nên là phải phóng sinh là quyệt hiện, đừng nên đốt tiền với tiền mã. Mình lấy tiền thiệt đi mua tiền giả mình đốt nó phí lắm, mình lấy số tiền đó mình đi làm phước đi, chứ đừng có mê tín dị đoan mà đốt với tiền và mã. Thứ hai đây là cúng cơm ông bà nên cúng chay đừng cúng mặn, kiện mang nghiệp chướng ha. Cúng chay lạc là đốt gì tiền mã là phải phóng sinh cho cô, làm phước làm lành đi, chứ đừng mê tín rồi mình cứ cúng đem gà vịt đồ đem cúng mà nói cúng ông bà, mình cúng xong mình bưng xuống mình ăn, mà ông bà mình nợ cũ chưa trả lại chồng thêm nợ mới. Tại vì nợ cũ người ta tính từ hồi 12 tuổi trở lên thì ăn biết bao nhiêu mà giết bất nhân chúng sinh, cho nên tính tội từ 12 tuổi trở lên đó. Mà khi đến già chưa mất rồi mà chưa trả hết, mà khi con cháu làm đám, có nhiều người làm đám á, cháu đem gà vịt đầy nhóc thì nợ này chưa hết mà chồng thêm nợ mới. Một con gà người ta ở tù dưới 3 năm đó các chị ơi. Một con bò là ở tù 12 năm đến 20-30 năm gì. Con bự thì nó bự, cứ con gà là từ 3 năm đó. Khuyên các chị nên, các chị thấy đơn giản với ông bà mình đang đọa dưới rất là nhiều, chứ không phải mình cứ nói ông bà tôi chết 10 năm 20 năm chứ đi đầu thai không có dễ đi đầu thai đâu. Tại vì tính tội 12 tuổi trở lên đó, chứ không phải đơn giản mà đi là đi được đâu. Phiên các vị hãy nên sám hối quan gia trái chủ, vì khi ví dụ các vị nào múc thai đi, nó đến nó muốn nó đến nó trả nợ mà nó chưa kịp trả thì các vị đã giết nó rồi. Gà vịt con chó con mèo có thể là nó nở với mình kiếp trước, nó đến nó để đền mà chưa mình giết nó. Tất cả quan gia trái chủ là gà vịt và tất cả thai nhi đều thuộc về quan gia trái chủ, thì nên các vị nên sám hối quan gia trái chủ đi. Thứ hai là phóng sinh, sám hối 6 lời chúng sinh đi. Thứ ba là sám hối ông bà, thì mình chia ra chứ không có tập trung sám hối ông bà không, mà cũng không tập trung bỏ sám họ quan gia trái chủ, thì các vị đi cả hai thì các vị được cả hai. Đó là lời cô khuyên các vị nên chiều nào cũng sám hối quan gia trái chủ, mà làm phước gì cũng phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Gì thì nợ đây các chị không trả mà lại có 3 lại 4 lại 5 lại mà hồi hướng rồi, tất cả hương linh ở ngoài đường, tất cả ông bà mình thử cô thấy cúng lại có 3 lại mà hồi hướng rồi toàn thể thế giới. Mà mình giết hại chúng sinh, mình ăn đây mình nợ người ta đây mình không chịu trả mà mình trả ở bên kia, thì sao mà các chị mà hết nghiệp chướng được. Nhiều đứa nói cô sao con đi chùa, cô làm phước 30-40 năm rồi mà cô đi chùa nhiều lắm, mà con cúng vô chùa mà sao mà con càng ngày càng khổ, mà chồng có ngày càng quậy, mà con bệnh theo tu. Thì cô nói vậy có sám hối quan gia vậy không? Thì cô chỉ hướng dẫn cho cô nàng về sám hối quan gia thái diệu. Cô nàng làm có 49 ngày sau hết bệnh luôn. Ông chồng tự nhiên có gì nhỏ quay về luôn. Cô nói nhiệm màu với cô rất là nhiệm màu, tại nợ người ta đây con không chịu xin, mà con đi xin ở đâu đó. Thì nên lưu ý phải sám hối quan gia tái chủ. Dạ à. Cái vấn đề mà nãy giờ cô chia sẻ đó là cô giúp cho người ta để những cái hương linh của những em bé mà được mẹ bỏ đó được đi siêu thoát. Thì ngoài ra theo con nghĩ chắc cũng còn cái phương pháp khác không cô? Như là cái phương pháp là cái người mẹ của nó thì tự biết quay đầu ăn năn sám hối và sẽ làm như thế nào cô có thể là chỉ cách cho người mẹ đó cô? Nó bị tà phế rồi, thứ nhất đây mẹ nó phải làm đủ phước, làm phước thứ nhất thứ hai đây à, làm đủ phước thì ở dưới người ta ấy là người ta sẽ giúp cho con mình lành lại vết thương và ấy. Còn không có đủ phước thì phải người mẹ đó phải phóng sinh cho nhiều vô, tại vì phải tả lại món nợ của người ta, mình đã ăn của người ta mà đi giết người ta đó, phải phóng sinh, mà phóng sinh phải sám hối cho quan gia trái chủ. Con lỡ nào mút thai của con bỏ bao nhiêu lần, con đặt tên gì, nếu chưa có tên thì đặt tên, đặt phải cho đúng chứ là đúng con không có nhận được. Cho nên đặt tên gì đầy đủ thì đó từ 3 năm đến 6 năm em bé sẽ lành vết thương và cha mẹ đó sẽ không bệnh không đau, làm ăn được. Đó là câu giúp rất là nhiều người như vậy. Nhưng mà phải cha mẹ là phải người là thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối là phải phóng sinh nữa, quay đầu luôn, đúng không? Phải phóng sinh. Chứ không phóng sinh cũng không được, mà phải làm cái tâm chứ không phải làm trả bà cho xong, là phải thành đặt hết cái tâm mình vô, mình hồi hướng cho mới được. Mà mình phải mua riêng, ví dụ tôi muốn phóng sinh cho con tôi, hai con tôi ba đứa, tôi quyện ba đứa thì tôi phải mua, chứ không phải mình mua một mình quyện cho con mình, quyện cho ông bà, quyện cho cả nhà đình. Nhiều đứa mua có 50.000 tiền cá mà trời ơi, nó hồi hướng tới cô nghe có cầu hàng vạn người. Mình muốn mua cho con mình thẳng ngay cho con mình muốn cho ông nội mình thì mình mua từ bịch ngự bịch thì mới phước được hưởng trọn đầy. Còn mình mua có một bịch mà mình hưởng 80 cho 90 ngự thì làm sao mà được. A Di Đà Phật. Dạ dạ sư cô ơi, thì con cũng có từng nghe người khác giảng á, khi mà mình phóng sanh hoặc là mình đi làm phước mà cái tâm mình khởi lên cái sự mong cầu muốn trao đổi lại, làm cái phước cho người này, làm phước cho người kia, là không được, không thì con nghe nói là không đạt, không được. Do đó là cô nói là phóng sanh để cho làm phước hồi hướng cho cái đứa bé đó, thì mình có thể là mình không mong cầu. Đúng rồi chú là mong cầu thì có thể là cũng không đạt, phải không cô? Chú có quà gì nè, một món quà mà chú cho thẳng chú này hưởng, còn này chú một quà mà chú cho nhiều người, làm sao ai chạy lại đó lấy món quà này? Cô phân tích cho hiểu rõ phần này là tại sao mà phóng sinh nhiều mà không có được cái gì hết, đi cứu giường chùa gì là cô hướng dẫn cái này. Chú ví dụ chú đi đến chùa đây, chú cúng giường 1 triệu đi, mà chú xin chú hồi hướng hàng vạn người, lấy đâu mà có được? A Di Đà Phật. Cho nên cô phiên cái chú đây thì làm việc gì, chú mua một món quà nào chú thẳng ngay người đó, người ta hưởng. Chứ nhà người ta ở bên Tây Phương mà chú muốn quà chú để đây hưởng cái gì là gì ở đây? Cô phân tích cho nó hiểu rõ điều này như thế. Giống như là có địa chỉ này kia rõ ràng. Phải đúng như vậy. Mình mua cái bịch cá này mà mình hồi hướng hàng vạn người là không được. Muốn cho con mình ai mà nào ai muốn con mình mau là lạnh thương, nghe là cô cứ phóng sinh cho nhiều vô, bỏ bao nhiêu đứa thai đọc hết từ đứa ra, phải có tên mới được. Còn những vị nào phiên là nếu mà chưa có tên thì hoàn toàn có phóng cách mấy cũng không, nhưng mà tên phải như thế nào, phải họ tên cha họ tên mẹ, phải có địa chỉ, phải làm đúng thì mới được. Chứ cứ để ra bỏ cái đặt tên bỏ rớt như vậy. Cô giúp cái này rất là nhiều người cứ đặt đại tên bỏ tên rớt tên rồi sao. Ngoài cái việc phóng sanh thì ví dụ người cha người mẹ đó có cái tâm hồi hướng, nhưng mà người ta muốn làm phước mà làm giúp đỡ từ thiện cho những cái hoàn cảnh nghèo khó khăn thì mình không có sử dụng đồng tiền để mua cá, mà mình lấy cái đồng tiền đó mình giúp cho người nghèo khác vẫn được đó cô. Nhưng mà công đức phóng sinh là thắng nhất tất cả pháp, tại vì mình thứ nhất mình trả nợ của mình đang mượn người ta đây, mình nấp nợ người ta đây, mình mượn mình chưa trả, mà cái người ngoài kia, cái người khổ ngoài kia người ta đâu có nợ mình, chú hiểu không? Tùy duyên, nếu khổ ngoài kia tùy duyên, tùy duyên thì mình giúp. Nếu muốn giúp thì chia hai ra, theo ý của cô chia ra. Tại vì mình nợ người ta mình không trả, thì chú nợ ông này không trả, rồi chú trả thì thấy ông này không bực chú không? Mày nợ tao một triệu đi, mà mày không chịu trả tao, mày lấy mày cho ông kia, ông này ổng thì triết ngày này qua ngày kia thì cũng tức, người ta đòi chú hoài, ta cắt chú hoài. đó là như thế. Cho nên mình phải trả, mình món nợ đây người ta, mình gieo người ta đây, thầy trả, chú trả người ta 3 đồng, thầy chú đấy 2 đồng cho người ta. Thằng này ông này ông không giàu, ông đã chút tại vì nợ người ta, cho tôi trả từ từ đi, còn này chú không trả, không trả người ta mà chú đi trả kia, thầy phải chia ra, làm việc gì cũng phải chia ra chứ không có dồn lại một cục. Mình muốn cho ông nội bà nội thì mình mua cho ông nội bà nội, ông nội một bịch cá, bà nội một bịch cá, mình quyện tên ông nội bà nội, chứ mua một bịch mà quyện ông nội ông cố ông sư. Thử cô nghe rất là nhiều người mua có, nó mua có độ 50.000 cá, cô nghe nó quyện đậu hàng dạng người chứ không phải là, cho nên không, cho nên là hoài nó không thành công. Mình làm gì bữa nay mình làm cho ông nội em cố, ngày mai mình làm cho bộ, nếu mình có khả năng thì mình muốn 10 bịch, 20-30 bịch gì đó, mình muốn làm cho ai thì đọc từ tên người đó mới đến nhận được. Bây giờ chú đã cho cái này, người này không có tên ai nhận được, tôi nói ví dụ cho chú làm sao mà nhận được, có tên đâu nhận. Ví dụ như nhà nước Tết nó cho quà từ thiện đi mà kêu tên gia đình chú, ông này có mà ông này không có kêu, làm sao mà có được. Cho nên không hiểu, làm hoài không được, là tôi phân tích cho hiểu rõ đây. Đừng nên đi chùa mà lại cô kia lại cứ ba lại mà xin rồi rễ dâu con cháu nội cháu ngoại cháu cố từ rồi ông cố ông sư ông đâu thử quyện chi nhiều dữ vậy. Mình cầu xin sớm nói cho quan gia trái chủ của con đây, và quan gia trái chủ của gia đình con gái của con họ tên đó gì. Bình hội hướng vậy, khi mình đủ phước quan gia trái chủ nó buông ra thì ông nội ông cố mình vẫn được hưởng. Mà bây giờ chú còn mắc nợ người ta, cái đó chú không trả, chú ăn nợ người ta chú không trả, mà chú tiền đâu mà chú giúp cho mấy người kia đang mắc nợ đây nè mà không trả. Thì lưu ý điểm này, mình đừng quyện chi cho nó nhiều, quyện đơn giản, con quyện sám hối cho bản thân quan gia trái chủ. Khi quan gia của chú buông xả ra thì ông bà chú hưởng hết tất cả. Bây giờ mình nợ người ta đấy, mình lo trả nợ, chú có đầy đủ sức khỏe chú mới độ cho người khác được. Trời ơi, làm thầy mà bệnh tới bệnh lui, trời ơi bệnh, mình làm thầy mà mình đi dò đi cà nhót bệnh nhân nghiêu, làm sao chú độ cho người khác được. Muốn độ cho người khác mình phải mạnh khỏe thì mới độ được. Mà làm thầy để phải tu, phải càng ngày càng trẻ ra, càng ngày càng đẹp ra, càng ngày phải từ bi ra, chứ không phải tu càng ngày càng dữ mà càng ngày càng tu mà sao bệnh hoài. Tại vì cô thấy những gì làm việc đây là bệnh te tu luôn, bệnh lớn bờ suốt độ luôn, mà mình mà thấy mình bệnh mình chán. Cho nên là người nào mà tu mà cứ càng ngày càng bệnh mà càng ngày là nó da nó sạm đen, mà càng ngày mặt nó càng dữ đó. Thì lưu ý người coi sửa lại coi chừng mình tu sai đó, chứ đúng là tu đúng là phải trẻ đó, càng ngày càng trẻ ra, mà càng ngày là phải càng từ bi ra, chứ không phải càng ngày càng dữ mà càng ngày càng tham sân si rồi. Như vậy là tu sai, hãy sửa lại chứ mà thấy như vậy chứ không có dễ đâu. Ai bây giờ quỷ dương nó khổ lắm, mình khởi cái tâm mình ra là quỷ dương nó lọt về vào vô mình. Cho nên lưu ý là mình có hắc lớn, chùa lớn, am lớn chưa chắc gì có Phật lớn. Tại vì thì mình coi chừng là quỷ dương nó lặn trong cái vạt áo mình và giặt quạt rồi nó giúp cho mình tham lam. Chứ cẩn thận coi chừng màn này, nó nói dễ tu chứ rất là khó tu đó các chị ơi. Tại vì nằm ở dưới rất là nhiều cơ hàng cao cấp mà rất là nhiều. Thì các chị vị lưu ý điểm này, thì cô chỉ nói như vậy, kêu huynh đệ không thấy được thì huynh đệ thấy. Bây giờ tôi tu cái dèo là tu bay về trên, không có đơn giản mà cái dèo bay về tu. Nếu Phật tử các chú tu tốt, các chú dẫn về trên, mà cô đây huynh đệ của cô đây tu sai dẫn xuống dưới bình thường, chứ không phải là tôi tu tốt, tôi tu tới 30-40 năm rồi tôi tắt chai tôi nguyện là cái tôi bay về, ước nguyện mình bay về, ước nguyện mình thì ước nhân tội mình đây, mình ve mình giết người đây, hai bên đây thì mình trả, chứ không phải rồi tôi tu 50-60 năm rồi cái tôi 50 rồi phải cái mình nghèo thì cái mình cái mình bay về trên. Cái đó là các vị nguyện thôi. Yeah, nhưng mà bốn nợ sổ sách đây còn vãn mãi đây, cho nên cái áo không nói nên người tu. Theo như cô mới vừa chia sẻ thì con có một cái câu này á sư cô, chưa chắc là một người mà tu từ nhỏ đến lớn 50 năm mà có khi lại thua một người mà mới giác ngộ mà tu 3 tháng 1 tháng. Giác 1 ngày người ta cũng vẫn thành Phật, cho nên mà pháp này ai cũng chờ đợi hội Long Hoa. Long Hoa ở nơi trần gian này chứ không ở nơi đâu xa. Tham lam sân si nóng giận là ngã quỷ xuất sinh. Đó lưu ý điểm này. Địa ngục đây cứ hội Long Hoa ở đâu cha mẹ ơn trên xuống hết rồi, ở dưới lên hết, xà trộn không biết ai là ai. Cho nên huynh đệ ơi, lớn chưa chắc gì lớn mà nhỏ chưa chắc gì nhỏ. Huynh đệ đừng nên mượn cái áo cha, mượn cái áo mẹ mà mặc. Mượn mặc thời gian nào huynh đệ cũng vẫn trả. Còn cái ghế của huynh đệ có sẵn đó, không cần hô danh, thì về sau huynh đệ cũng vẫn hưởng. Tại vì ghế đó mình làm đủ phước mà nữa. Đừng ham cô khấy huynh đệ mượn áo cha áo mẹ, mượn áo Địa Tạng, Bồ Tát, Quan Âm, Mẫu, Sư Tổ, Đạt Ma quá rất nhiều, thì mượn cái áo đó về sau cũng phải trả. Tại vì khi ơn trên người ta đủ duyên, người ta xuống người ta sẽ không còn. Cho nên đừng mê áo của trần gian này mà khổ cái thân. Mượn cái áo phải giúp cho chúng sanh được cái gì, chứ không phải mượn cái áo mà tham danh. Ta phải có danh đó, phải bắt người ta lại quỳ. Cô chứng kiến bắt người ta quỳ kêu mẫu này cha kia, chưa chắc gì mình lớn mà ông bà của quyền người ta nhỏ đâu mà bắt người ta lại mình. Đó là cô nói bằng sự thật. Ông bà của quyền người ta có khi lớn hơn mình, cho nên nhìn người ta chưa biết người ta là ai thì đừng nên kêu người ta bắt người ta lại mình, lại mẹ, lại cha, lại mẫu lại thổ. Cô kia mượn áo nhiều lắm, Địa Tạng, Di Đà thầu rất là nhiều. Cho nên các vị ơi, sư xin tất cả bá tánh cho sư xin sám hối. Những huynh đệ nào mà kêu tổ thầy Quan Âm Mẫu mượn áo của Mẫu thì cho sư cô xin sám hối. Những vị đó mà hãy rút lại, chứ về sau khi đủ duyên mẹ sẽ khao xuống gì. Các vị bây giờ mẹ xuống chấm ti ở đây, các vị không biết ai là Bồ Tát, ai là Mẫu đâu. Có thể Bồ Tát mà ơn trên người ta giả là người điên, người khùng, người ta giả là một đứa con nít. Các vị không biết đâu. Cho khuyên các vị đây mà các vị nói mượn áo đó, các vị nói tôi là sư Tổ Đạt Ma, tôi là Mẫu, tôi là Bồ Tát, tôi là Di Tạng. Nhưng chưa chắc gì đâu, cha mẹ ơn trên cho mình. Còn mình ở đây tự mình xưng cho mình, ai công nhận mình là điều đó. A Di Đà Phật, đó là cô nói bằng sự thật. Cho nên Phật ở đâu? Phật ở trong tâm đây, chứ không ở đây đâu mà tìm. Cho nên lưu ý đây, cô là chỉ danh, chỉ là có âm danh ăn mà, chứ cô không có danh gì hết. Cho nên các vị ơi, đừng mê ham danh, về sau rất là khổ đó. Bây giờ các vị đây ham bắt người ta kêu cha kêu mẹ, bắt người ta hầu mình, bắt người ta phải tôn kính mình bằng mẹ đó, đó là đó địa ngục đang chờ đợi các vị. Các vị tham tiền của chúng, các vị phải bắt chúng phải phục vụ mình, phải bắt chúng như thế. Phải chúng làm cho mình được thì bình thường, không được thì mình chữ đó là đang chờ các vị. Chứ hội Long Hoa ở đây chứ không có ở đâu đâu mà mong mà chờ. Đó là khuyên các vị điểm này. Cho nên không ông quan ông vua nào ra đường ông nói ông là vua là quan đâu, ông đi trốn ông sẽ giả thấy giả quá là giả mà mình làm sao mình thấy mà mình xưng danh. Cô thấy xưng rất là nhiều, giờ cô sợ quá. Bây giờ xưng sư Tổ Đạt Ma, xưng Bồ Tát, xưng Mẫu, thôi giờ cô xưng ăn mày, đó là xưng cô chi giờ hết danh là ai cũng dành. Thì giờ sư xin ơn trên cho con làm danh ăn, con làm danh ăn mày đi rồi rồi cuối cùng thì bác biết mình là ai. Chứ bây giờ đây chưa lọt vào triều chính thì mình cũng là mình, chứ đừng có mong mà người ta tôn thờ mình thì về sau đọ. Tại vì không phân biệt ai là ai đâu. Cho nên khi mà cửa triều chính bước vào, mình chưa được bước vào thì mình đừng nên phóng cao ngạo mạn, ham danh ham lợi mà bắt chúng để phải phục vụ mình, phải tôn kính mình. Đừng mượn áo cha áo mẹ, vì cha mẹ biết hết rồi. Các vị nào mượn áo cha áo mẹ, cô thấy toàn là chết thục má, ói ra máu, rồi chết bệnh chết đau ung thư rất nhiều. Cô chứng kiến. Cho nên đừng mượn áo cha áo mẹ gì, vì cha mẹ không quay cho các vị xuống đây để tu, để về sau lên về trên, chứ không phải xuống đây mà để là làm cha làm mẹ, rồi xuống đây để giành chức giành quyền. Xuống đây tại vì có tội mới xuống đây. Xuống đây để chi? Tu tâm dưỡng tánh, để bồi công lập đức, rồi về xa về trên để hầu cha hầu mẹ, chứ không phải cha mẹ cho xuống đây mà mượn cái áo rồi rồi xưng ông xưng bà xưng mẹ mẫu rồi xưng xưng riết và cô xưng Ngọc Hoàng Đại Đới rất là nhiều. Thầy cô chỉ phiên đây là đừng nên tham danh, mình đừng có dành, thì mình đã có sẵn rồi đừng nên dành, mình không có thì mình mới dành. Nếu dành đó là ngạ quỷ xuất sinh, vì quỷ ma nó mới làm lớn chứ nó không mới làm nhỏ nó, cho nên thì phía nó xuống ở xuống đây toàn yêu quái, xuống đây toàn là phước dữ không à, toàn là kết cuộc là toàn là yêu quái không, toàn là gà vịt với sư tử không, nó phiên tề hiên đó. Thì cô phiên các chị đây đã có rồi đừng nên xin, trừ ra mình không có mình sợ thì mình mới sơ sưng, còn đã các chị biết các chị đi gì đâu tu ở đâu thì đừng nên xưng cái danh không mang được cho mình, cái áo không nói nên người tu, cái đầu không nói nên người tu cái danh lợi không nói nên người tu, nhưng người tu ở trong đây nếu mình sống tốt thì ông Phật tốt ông vui hoài, mà hãy cái tâm mình khởi ra một chút xíu gì thì cái một mỗi ngày một ông sáu thì nhiều ngày một nhiều ông sáu thì riết từ từ vô nhiều quá cái mình tham mua được chiếc xe được xa thì mình mua riết thì cái mặt mình càng ngày càng sạm đen, mình càng ngày mình càng tham. Thì phiên các chị những đó thì về sau ơn trên người ta hâu về hết là mình rất là khổ. Cho nên các chị ơi huynh đệ đừng ham gì mẹ mẫu nói con của mẫu giờ xuống đây đứa kêu tu thì không tu, rồi mai chiều bảo đi xuống hâu về mẫu ơi cứu con, mẫu ơi cứu con, thì không mẫu nào cứu mình đâu. Để bây giờ kêu không làm, bây giờ xuống đây làm, thì cô chỉ phiên đây các chị cứ tu tâm dưỡng tánh đi, đừng mê danh lợi mà về sau khổ vì địa ngục rất là nhiều, với cái việc địa ngục không bao giờ thấy đâu. Cho nên huynh đệ của cô, người tôi như cô cũng đầy ở dưới chứ không thiếu vậy ai đâu hàng cao cấp không cao cấp, rất là cao cấp cô không dám nói luôn á, thì nằm ở dưới hàng trăm năm hàng chưa có đi được, chứ không phải là mình làm cái chuyến phước mình tu rồi cái tôi này trên chưa chắc đâu. Xin các vị điểm này, cho nên các vị đừng nên ham danh ham lợi ham tiền gì, mình làm thì người làm tài biết, cho nên mình đừng có ham cái danh mà mình phải hương những người nghèo nhiều hơn mình. Tại vì cô chứng thấy huynh đệ người khổ đến huynh đệ không tiếp mà đuổi về rất là nhiều, cô thấy chứng kiến ở Trà Giang này làm thầy Nguyệt như cô nè. Cho nên khuyên các chị đây mình phải thương người nghèo nhiều hơn, tại vì mình đừng có lấy cái thấy người ta đến xe hơi đến rồi mình coi người ta như ông Hoàng bà Hoàng, còn người nghèo mình coi như rác vô rơm. Thì huynh đệ ơi, người nghèo đó là Bồ Tát, người ta đến người ta khử các chị mà các chị không hay đó. Tôi nói cho các chị biết vì mạt pháp này nó dễ tu chứ không có dễ tu đâu. Bồ Tát giả danh các loại, tổ thầy còn giả danh ngày xưa, giả danh ăn mày, giả danh cùi rất là nhiều. Mình nên các chị sao không hiểu mà bây giờ người nghèo đến các chị không tiếp đuổi người, coi thường người ta rất là, còn người có nhà lầu hoặc có xe du lịch đến thì huynh đệ tôi cấp thì huynh đệ sẽ sai làm cái chỗ này. Cho nên huynh đệ hãy nhìn kỹ thôi, đừng có phân biệt mà nghèo dưới giàu, tại vì ham giàu đó là thứ nhất con rắn độc, thứ hai là địa ngục đó, ngạ quỷ xuất sinh đó, tại vì tham lam sân si là xuất sinh đó. Phiên các chị đây mình làm việc gì người nghèo mình hãy giúp kính trọng người nghèo nhiều hơn phải coi trọng người nghèo nhiều hơn. Còn nhà giàu thì người ta cứ đi thoải mái, người ta có tiền cho người ta đi thoải mái, nếu người ta đi không hết ủi gì người ta cũng phải tìm đến mình. Chính bản thân cô, người ta đi rất là nhiều, hàng trăm thầy không hết, đến 3 lần cô chưa làm, cô nói đi gì rồi còn nói là cô nghèo mà lại kênh cô cứ đi trường nào là hết cút là phải quỳ lại cô mới làm, tại vì cô không phải vì đồng tiền, không phải cái xe hơi mà cô làm. A Di Đà Phật, đó là cô phiên các vị đây. Dạ. Vậy hãy tu mô Phật. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ.